hầm hố thẳng thần trên mạng xã hội thôi, ngoài đời ca sĩ Duy Mạnh lại gây ấn tượng với hành động cực thân thiện. Khi gặp Duy Mạnh ngoài đời, một người nhận xét nam ca sĩ rất hiền lành, đáng yêu. Nếu như với những người nổi tiếng, trang cá nhân là nơi giao lưu, xây dựng hình ảnh với công chúng, thì nam ca sĩ Duy Mạnh lại làm khác. Đây là nơi anh sống thật với con người mình, bởi vậy không hiếm gặp những phát ngôn thô mà thật của Duy Mạnh về chuyện showbiz hay những vấn đề trong cuộc sống. Thế nhưng, khi fan gặp gỡ ngoài đời lại nhận xét giọng ca kiếp đỏ đen rất hiền lành, đáng yêu. Cụ thể, cô gái được cho là nữ tiếp viên ngồi cạnh Duy Mạnh chia sẻ, câu chuyện là sáng nay đi bay, không phải lần đầu tiên ngồi cạnh các anh chị nghệ sĩ, cơ mà thấy anh Duy Mạnh ngồi cạnh nên con bé cứ nơm nớp lo sợ, mỗi lần nhắc anh không dùng điện thoại nữa, chỉ sợ anh quay sang khóa mõm, ai ngờ đâu anh hiền lành đáng yêu dã man ấy à. Đang đứng thẫn thờ chờ bạn thì bỗng dưng anh chạy tới và dúi vào tay chai nước, tặng em nhé. Tặng cho chai nước xong lên xe đi mất luôn, là mình bất ngờ chưa kịp định hình chuyện gì. Mấy chị em đứng ở sân bay, còn tưởng người yêu mới của anh Mạnh có chết tôi không. Lâu lắm mới có chút niềm vui trong công việc như thế này. Cảm nhận của một dân mạng khi gặp Duy Mạnh ngoài đời, nam ca sĩ Duy Mạnh đã chia sẻ lại status của cô nữ tiếp viên hàng không này và dí dỏm viết: ngồi cạnh nhau mà cứ giận dỗi suốt, đến khi xuống đất người ta tặng cho chai nước mới hết dỗi. Chính thái độ thân thiện dễ thương của Duy Mạnh đã giúp anh ghi thiện cảm trong mắt fan hâm mộ. Đã có khoảng thời gian Duy Mạnh trượt dài trong những thú vui bỏ bê gia đình, nhưng giờ đây anh đã bỏ cải tà quy chính khi làm lại từ đầu. Ngoài công việc ca hát và đi lưu diễn nước ngoài, Duy Mạnh dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình.